Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định đối với một cơ sở sản xuất thuốc thủy sản giả quy mô lớn trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở sản xuất do Châu Hào Thực, 27 tuổi, làm chủ, phát hiện công nhân đang pha trộn, đóng gói số lượng lớn thuốc thủy sản giả, gồm các loại men vi sinh, thuốc tăng trưởng thủy sản, các loại đường công nghiệp và bột màu hóa học, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.